Lộc kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, Covid-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành trên thế giới. Và trong tuần vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO cho biết là trong những ngày tới có thể có tới 10% dân số trên thế giới bị nhiễm Covid-19. Và chúng ta biết ở Mỹ đã có hơn 210.000 người bị thiệt mạng vì căn bệnh này và hơn 7.500.000 người bị nhiễm dương tính. Thì trong lúc đó, cái điều quan trọng nhất người ta làm là gì? Đi tìm chế tạo vaccine để làm sao ngăn chặn cái căn bệnh này, bởi nếu không nó sẽ theo chúng ta mãi mãi. Giống như bệnh cúm vậy đó, là năm nào tới mùa cúm là phải đi chích ngừa cúm. Thì bây giờ người ta đang làm vaccine, mà cho đến nay thì chưa có một cái quốc gia nào, chưa công ty nào gọi là hoàn tất, bởi vì nhiều lắm là họ đang ở giai đoạn 3, tức là phải thử người ta. Ở Mỹ thì chúng ta cũng biết là có khoảng 4 công ty họ đang sản xuất cái này. Thì Tổ chức Y tế Thế giới họ kêu gọi các quốc gia trên thế giới cùng nhau hợp lực để mà sản xuất vaccine hoặc là hỗ trợ tiền để mà bào chế loại thuốc này. Thì Hoa Kỳ không tham gia bởi vì họ tẩy chay WHO ngay từ đầu, sau khi họ cho rằng WHO đứng về phía Trung Quốc trong cái chuyện mà Tổng thống Donald Trump cho rằng Trung Quốc giấu giếm cái căn bệnh này làm cho nhiều người bị thiệt mạng, đặc biệt là tại Mỹ. Đó. Nhưng mà hôm thứ Sáu vừa rồi nó có một chuyện xảy ra rất quan trọng, đó là Trung Quốc chính thức tham gia vào cái dự án này, của cái chương trình này của Liên Hợp Quốc, của tổ chức WHO, nó gọi là COVAX. COVAX là bao gồm nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Liên Âu nữa, họ tham gia để mà họ sản xuất ra vaccine này. Và theo dự trù, Trung Quốc sẽ cung cấp cho khoảng 20% dân số các quốc gia trên thế giới trước khi họ, nghĩa là hoàn tất cung cấp cho hết tất cả 1.4 tỷ dân của họ. Đó là cái chương trình như vậy. Nhưng mà ở trong này nó có một cái điều là nếu mà Trung Quốc làm cái chuyện này thì sao, và được nhiều nước họ khen ngợi. Bây giờ mình chưa biết là thuốc nó sẽ như thế nào, nhưng mà họ đang ở cũng giai đoạn thử thứ ba luôn, giai đoạn 3 để thử. Thì người ta e rằng đây sẽ là một cái điều mà Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng rất lớn trên thế giới, đặc biệt về mặt địa chính trị đối với các nước nghèo ở châu Phi cũng như là châu Á. Và cái điều này đã được bà Hoa Xuân Oánh, bà nói, bà ca ngợi. Và xin bà cũng thật cho coi cái đoạn video bà Hoa Xuân Oánh bà trong cuộc họp báo thứ Sáu vừa rồi, bà nói là bà nói là chúng tôi đang thực hiện những bước này để bảo đảm là cung cấp một cách công bằng các loại vaccine này, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển, với hy vọng là các quốc gia này cũng có thể tham gia và ủng hộ chương trình COVAX. Đó là lời bà Hoa Xuân Oánh nói như thế. Bà cũng cho biết là Trung Quốc quyết định là tham gia sản xuất loại vaccine này cùng với các quốc gia tân tiến trên thế giới. Và ngay sau đó thì thưa quý vị, một cái tổ chức gọi là Vaccine Alliance là một cái tổ chức mà đối tác với lại WHO, họ cũng khen ngợi cái chuyện này. Họ bảo rằng là cái này nó làm cho các quốc gia khác phấn khởi, khi thế bảo rằng là có thể là họ sản xuất ra và các quốc gia khác đều có cái vaccine để mà sử dụng. Đó. Thì thưa quý vị, cái chương trình này như vậy là Trung Quốc tham gia với 75 quốc gia giàu có trên thế giới, bao gồm trong đó là Anh này, Nhật, Đức này, là họ đã tham gia vào chương trình này. Và họ nhắm là họ sẽ cung cấp vaccine cho khoảng 92 quốc gia nghèo hoặc là có cái mức gọi là sống trung bình, từ trung bình đến nghèo. Và họ sẽ sản xuất ra khoảng 2 tỷ liều thuốc này vào cuối năm 2021. Đó là cái mơ ước của những quốc gia này, 75 quốc gia, thì trong đó có cả Trung Quốc. Và các nhà quan sát cho rằng, như tôi nói, họ nói đây sẽ làm cái bước mà, thưa quý vị, phải nói rất nghe, quý vị nghe chắc nhiều người sẽ không thích cái chuyện này, sẽ không vui, cho là chỉ trích ông Đỗ Dũng tại sao nói tốt Trung Quốc. Dạ thưa, nó là như thế thì phải nói như thế. Một cái thực tế cho thấy rằng là gì? Nước Mỹ rút ra, Trung Quốc thế vào. Không phải trong lĩnh vực vaccine, đây là về mặt y tế công cộng, mà nó ở trong các lĩnh vực khác. Chúng ta thấy về mặt ngoại giao, về mặt môi trường, về mặt an ninh. Tôi đã kể quý vị nhiều lần rồi, khi Tổng thống Donald Trump lên chấp chính, ông đi cái phương thức mà người dân Mỹ ủng hộ, đó là America first, chúng tôi lo nước Mỹ trước, tôi không lo cho các nước khác. Người Mỹ phải được lo trước đã, rồi mới đến các nước khác.
và ông đã rút Mỹ ra khỏi cái hiệp ước mà khí hậu, hiệp ước gọi là kiểm soát nguyên tử với lại Iran, rồi ra cả khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, rồi còn rút quân ra khỏi trong cái khối NATO mà ở Đức mấy ngàn người đó, đưa qua các nước khác, đó, đại khái vậy. Rồi bây giờ hôm trước còn Hammer rút quân ra khỏi Nam Hàn và cả Nhật Đức đó. Thì đó là những cái chuyện mà khi rút ra như vậy thì Trung Quốc họ điền vào chỗ trống liền. Và đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao, khi mà Mỹ bị các nước khác cô lập thì Trung Quốc lại sử dụng cái chính sách ngoại giao rất là dữ dội, gọi là Wolf Warrior Diplomacy, mà trong nhiều chương trình tôi lại nhắc đến cái chuyện đó. Thì bây giờ trong lĩnh vực vaccine, ông Mỹ không tham gia. Ông Mỹ không tham gia bởi vì chúng tôi không chơi với WHO nữa. Thế thì bây giờ các quốc gia khác họ vào thì họ lại không đủ sức, thì anh Trung Quốc anh nhảy vào. Và trong đó có các những đồng minh của Mỹ, như tôi nhắc hồi nãy, Anh, Đức, Nhật, thấy không? Chưa kể các nước khác nữa. Đó. Thì cái này là người ta mới quan sát, người ta thấy đây là, nếu mà nói về mặt địa chính trị, đây là một bước đi phải nói là rất là nhạy cảm đối với Trung Quốc và có thể nói là ảnh hưởng. Bởi vì sao? Đối với Mỹ, Mỹ không tham gia chương trình COVAX này. Đương nhiên là Trung Quốc họ tham gia, và rõ ràng là họ tham gia vào được các nước khác ủng hộ, mặc dù các nước khác họ không ưa Trung Quốc. Chúng ta biết nhiều quốc gia trên thế giới về mặt ý thức hệ họ không ưa Trung Quốc, nhưng mà họ vẫn phải làm ăn buôn bán với Trung Quốc, đặc biệt là các nước ra, các quốc gia trong Đông Nam Á. Mà quý vị nhớ hôm trước tôi kể quý vị hồi tháng 7, khi mà Trung Quốc tuyên bố đường lưỡi bò của Trung Quốc Biển Đông là vô giá trị đấy, không biết nào đứng về Mỹ cả. Hỏi người ta bảo thôi chúng tôi đứng chưa. Rồi bây giờ trong cái chuyện vaccine này, ông Mỹ đứng ra phải đứng hàng đầu đi hỗ trợ các nước, ông Mỹ lại không chịu. Đó, thì nghe cái này quý vị sẽ có nhiều người sẽ bảo là ôi Mỹ phải lo cho người Mỹ chứ, tại sao lo cho, ok thì ok lo cho người Mỹ đi, nhưng mà ông Trung Quốc làm chuyện này thì cái đó nó sẽ tạo uy tín cho họ, mặc dù họ không ưa gì cả. Và các nhà quan sát cho rằng khi mà Mỹ rút ra như vậy là Mỹ tự động từ bỏ cái gọi là sức mạnh mềm của mình. Mà cái điều đó là cái điều, thưa quý vị, không phải một sớm một chiều mà tạo ra được. Nó phải qua bao đời, bao triều đại tổng thống. Nó từ cái hồi mà đệ nhị thế chiến, khi mà Mỹ làm cái chương trình gọi là Marshall ở bên châu Âu, rồi Mỹ giúp tái thiết châu Âu, rồi tái thiết Nhật Bản, tái thiết Nam Hàn, giúp bao nhiêu quốc gia để mà Mỹ có được cái uy tín như ngày hôm nay. Trước cái thời kỳ ông Trump lên làm tổng thống, nói gì nói chứ đi đâu người ta cũng để Mỹ chứ, trong về mặt ngoại giao, rồi Liên Hợp Quốc cũng thế, phải không? Có những cái mặt nó lợi thế, Mỹ ngon, nhưng mà bây giờ Mỹ tự nhiên bỏ này, và bây giờ trong cái lĩnh vực vaccine này, Mỹ lại bỏ một cái vai trò gọi là toàn cầu của mình nữa. Đó, thành ra đây nó là cái chuyện mà người ta thấy rằng là không biết là Mỹ vô tình hay cố ý, nhưng mà làm cái điều này rõ ràng là không có lợi cho Mỹ. Và chắc chắn qua cái chương trình COVAX này, Trung Quốc sẽ tuyên truyền tối đa để mà họ có cái lợi của họ. Đó. Thành ra tôi muốn đưa cho quý vị coi một cái bản tin mà hôm thứ Sáu vừa rồi, nghe không ai thích hết. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ các quốc gia khác họ cần vaccine. Ngay cả ông Tổng thống Duterte của Philippines, cách đây không lâu, ông có biểu trong, ông vừa nói, tôi đã nói chuyện với ông Tập Cận Bình rồi, có thuốc là đưa chúng tôi ngay, nếu cần chúng tôi mua, có vaccine đưa ngay chúng tôi. Đó là cái chuyện có thật. Thì đó là câu chuyện mà liên quan vaccine trong tuần qua mà trên thế giới. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị dưới màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247. Đầu chương trình tôi có trình bày quý vị nghe cái chuyện mà vaccine trên thế giới qua cái chương trình COVAX mà của Tổ chức Y tế Thế giới, Mỹ không tham gia thì việc Trung Quốc tham gia vào các quốc gia khác, trong đó cả các quốc gia đồng minh của Mỹ, để cung cấp khoảng 65% vaccine cho các quốc gia khác trước khi có Trung Quốc. Và đương nhiên người ta thấy rằng là Trung Quốc sẽ có cái lợi trong chuyện này, và họ tạo được cái sức mạnh mềm. Mà trước đây trên chương trình này tôi có kể cho quý vị nghe, khi mà tôi nghe học giả
Russell ở tại trung tâm CSIS mà tôi có được nghe khi mà qua cái cầu truyền hình ở tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội. Tôi được coi thì bà nói là tới năm 2045 thì Trung Quốc sẽ là kỷ niệm 100 năm, gọi là, xin lỗi quý vị, 2049 kỷ niệm 100 năm thành lập nhà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Quốc, thì họ sẽ gọi là tối đa hóa cái sức mạnh mềm của họ giống như Mỹ có trước đây. Thì vì Trung Quốc đang nhắm vào đó và qua cái chuyện vaccine là cái một cái âm mưu của họ. Bây giờ tôi đưa đến quý vị một cái bản tin này, nghe chắc cũng sẽ không vui nhưng mà chuyện đời nó vẫn xảy ra như thế. Là bởi vì ông Mỹ bây giờ ông lo nước ông thì ông Trung Quốc lại lo phát triển ra, thấy không? Quý vị nhớ trên chương trình này vài tuần trước đây tôi có nhắc cái vụ sông Mekong. Tôi nói rằng sông Mekong bây giờ Mỹ coi như là Biển Đông của Trung Quốc, tức là Trung Quốc ảnh hưởng Biển Đông, quậy phá, gia tăng bá quyền ở Biển Đông như nào thì họ bá quyền ở tại sông Mekong như thế, trong cái vùng ở Đông Nam Á. Thì vừa rồi đó, Mỹ đã đi, một số nhà ngoại giao của Mỹ đã tố cáo Trung Quốc chuyện này, và tôi kể quý vị nghe, những nhà ngoại giao Mỹ ở các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Miến Điện, Cambodia này kia, họ lên tiếng, họ phản đối. Và Mỹ đã nghĩa là vừa rồi viện trợ 153 tỷ triệu đô la cho 5 quốc gia mà ở vùng gọi là hạ lưu, hạ nguồn của sông Mekong, đó là Thái Lan, Miến Điện, Cambodia, Lào và Việt Nam, để lập ra một cái nhóm gọi là họ đối tác với nhau để mà làm sao lưu giữ gìn cái sông Mekong để có nước cho họ, để phản đối lại cái chính sách bá quyền của Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc ông xây nhiều đập ở trên thượng nguồn của sông Mekong, đúng không? Thì ông Mỹ ông làm cái chuyện đó nhưng mà ông Trung Quốc bây giờ ông chẳng vừa gì. Xin bà có thể cho coi cái hình số 3, cái hình số 3 hình số 3 để coi Trung Quốc đây. Quý vị coi đó, trên mở lớn lên chúng ta thấy đó là những cái màu, những cái đập đó mà ở trên quý vị thấy đó, màu đen đó là đã xong rồi, còn những cái đập mà màu hình màu xanh đó là đang làm, và những màu đỏ là dự trù sẽ làm ở phía dưới này. Là các nước phía dưới này bây giờ cũng lo chặn nước lại để lấy nguồn nước cho mình, nó tạo, nhưng mà nguy hiểm nhất vẫn là phía thượng nguồn. Quý vị thấy thượng nguồn là Trung Quốc làm như thế đó. Thì bây giờ Mỹ đó thấy cái này là nguy hiểm cho các quốc gia Đông Nam Á, thành ra họ xen vào để họ ngăn chặn Trung Quốc cái chuyện này. Thì ông Trung Quốc không vừa gì, tuần tới này, tuần này nữa này, ông Vương Nghị, ngoại trưởng của Trung Quốc sẽ đi một vòng một số quốc gia, cũng là các quốc gia mà Mỹ vừa mới ký gọi là cái đối tác để mà giúp cho 153 triệu. Thì ông đi đâu? Ông sẽ thăm Cambodia, Malaysia, Lào và Thái Lan. Đó, quý vị thấy không? Và sẽ đi qua Singapore luôn. Quý vị thấy là Mỹ chơi với lại 5 anh là Thái Lan, Miến Điện, Cambodia, Lào và Việt Nam. Thì kỳ này ông Trung Quốc ông đi Cambodia là trùng, Lào là trùng, Malaysia thì không trùng, nhưng mà Thái Lan là trùng, trùng 3 nước trong cái nhóm mà 5 nước ông Mỹ gọi là đối tác trong vấn đề sông Mekong. Đó, quý vị thấy không? Họ đâu có vừa gì đâu. Là họ đi, ông này ông đi, và ông đi như thế ông làm cái gì? Để mà ông nhắc lại, đó quý vị thấy cho mình cái đập của Trung Quốc kinh hoàng không? Ông nhắc lại một cái sự hợp tác mà Trung Quốc đã thiết lập hồi năm 2014, nó gọi là Lan Canh Mekong Cooperation. Lan Canh là tiếng Trung Hoa, nó gọi là Mekong đó. Đó, đại khái như thế. Lan Canh là phía trên. Đó. Thì lúc đó năm 2014 đó, khi mà Trung Quốc mà kêu gọi các quốc gia ở hạ nguồn đó tham gia thì họ ngại ngùng ghê lắm. Họ nghi ngờ ông Trung Quốc, nó bảo là ông chơi ông trận mấy nguồn trên vì ông bảo tôi hợp tác cái chỗ nào. Không làm. Nhưng kỳ này ông Trung Quốc lại tiếp tục ông đi vào các nước Đông Nam Á, mà bốn quốc gia đó có anh Malaysia không dính sông Mekong nha, anh Singapore không dính sông Mekong, mà tại sao ông em đi? Bởi vì thưa quý vị, ở Singapore và Malaysia có một cộng đồng người Hoa rất lớn, ông đi đó để tìm cái sự ủng hộ trong khối ASEAN, mà hiện nay đó chủ tịch luân phiên là anh Việt Nam. Thì ông Vương Nghị để ông đi như vậy đó cho thấy rằng là gia tăng cái sự quan trọng, cho thấy cái tầm quan trọng của các nước Đông Nam Á, đặc biệt là dưới sông Mekong nó quan trọng như nào. Và hồi đầu năm nay nói về mặt thương mại nha quý vị, thương mại đó, bây giờ các nước ASEAN đã trở thành cái gì, từ tháng 6 đã trở thành thị trường buôn bán làm ăn đối với Trung Quốc lớn hơn cả đi đầu luôn. Trước đây châu Âu đó là đối tác
thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Thì bây giờ cái anh Đông Nam Á lại vượt qua cái anh Liên Âu là thứ nhất. Nhưng mà liệu có thành công không cũng chưa biết. Bởi vì hiện nay một số quốc gia này, đặc biệt trong đó có Việt Nam, Philippines, Brunei, Indonesia và Malaysia là 50 quốc gia. Indonesia thì chỉ tranh chấp về vùng biển thôi, nhưng bốn nước kia là Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei có tranh chấp trong cái vụ mà Trường Sa đó. Thì cái này cũng làm cho các nước này họ nghi ngờ. Chứ như vậy thì Vương Nghị không đi Philippines, không đi Brunei, không đi Việt Nam mà đi Malaysia. Malaysia quý vị nhớ nhé, là khi mà có những cái tranh chấp ở Biển Đông đó, họ không bao giờ lên tiếng và phản đối Trung Quốc. Việt Nam có phản đối, Philippines có phản đối, Brunei phản đối, Malaysia không phản đối. Thì cái đó cũng là cái điểm đáng chú ý. Thế thì bây giờ kỳ này ông Vương Nghị ông đi đó, thì theo cái bà Hoa Xuân Oánh hôm thứ Sáu vừa rồi trong cuộc họp báo, bà bảo rằng là các quốc gia này, các quốc gia trong vùng gọi là hạ nguồn sông Mekong quan trọng không khác gì, và cái chính sách sông Mekong quan trọng không khác gì cái chính sách gọi là nhất đới nhất lộ, là con đường tơ lụa mà Trung Quốc đang nhắm xuống vùng Nam Á và đi qua bên châu Âu. Và quý vị biết rồi, qua châu Âu chưa gì không Ý, ông Ý ông tham gia đầu tiên rồi bây giờ ông Pakistan, rồi mấy ông kia, mấy ba cái ông Kazakhstan, Azerbaijan, mấy ông ở vùng Trung Á của Liên Xô ngày xưa bây giờ cũng tham gia nhiều lắm. Thì đó là lời bà Hoa Xuân Oánh bà nói. Thì quý vị cho quý vị thấy đó là gì, Trung Quốc họ không từ bỏ, họ không giấu cái chuyện là bắt đầu họ gia tăng cái ảnh hưởng của họ mà Mỹ đang bỏ dở hoặc là Mỹ coi như bỏ lơ, thấy không, bắt đầu họ gia tăng. Thì cái chuyện con đường tơ lụa là một, rồi bây giờ họ nhắm vào sông Mekong. Bởi vì lâu nay đó họ coi như là đối với sông Mekong là ăn trùm, họ không thèm nói chuyện với các nước ở dưới luôn, thấy không. Nhưng bây giờ từ cái hôm ông Mỹ cách đây mấy tháng ông lập ra cái gọi là partnership đó, cái đối tác đó với năm quốc gia tôi vừa kể, thì bây giờ ông Trung Quốc ông cũng đi, ông tìm cách gọi là gì, ông chặn lại cái ảnh hưởng đó của ông ở Mỹ. Và trong này quý vị để ý có một nước rất quan trọng với Trung Quốc, đó là Cambodia. Cambodia đó thì theo đài Radio Quốc gia cho biết là ông Vương Nghị khi đến Cambodia sẽ gặp ông Ngoại trưởng Prat Sokhon và cả ông Thủ tướng Hun Sen, ông Thủ tướng lâu đời nhất của thế giới bây giờ. Và ông này thì thưa quý vị là cái ông mà từng được đào tạo ở Hà Nội, từng là đồng minh của Việt Nam, mà bây giờ là nghiêng hẳn với Trung Quốc, và Việt Nam không làm gì được. Và chắc tuần qua quý vị nghe cái tin là Cambodia đã xóa bỏ một cái căn cứ mà của Mỹ ở tại cái vùng mà gần Trung Quốc của Việt Nam đó, để họ bảo là ô cũ quá chúng tôi rời đi, nhưng mà họ đang nghi ngờ là có thể cho Trung Quốc mướn cái căn cứ này. Bởi vì hôm trước tờ Wall Street Journal họ có tiết lộ cái hợp đồng mà định thuê đất ở đó. Ông Trung Quốc giống mon men tới cái vùng mà ở trong cái vịnh Thái Lan này, họ thấy chưa? Thì trình bày quý vị biết là nó có những cái chuyện như thế xảy ra trong tuần đáng chú ý cho quý vị biết. Và cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào những kỳ sau.